vì sao đến lúc này Đinh Tiến Dũng mới bị kỷ luật và những bí mật chưa từng tiết lộ. Cuối cùng cũng đến lượt ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, đương kim Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Đảng bộ Tài chính nhiệm kỳ Đại hội 12/2016-2021 bị gọi tên. Truyền thông nhà nước vào ngày 15 tháng 6 đồng loạt đưa tin tại kỳ họp lần thứ 42 từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp này. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và cá nhân ông Đinh Tiến Dũng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính khi đó. Ngoài ra còn có hàng loạt các ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính và một số tổ chức đảng, đảng viên khác của bộ này cũng bị đề nghị kỷ luật. Đáng chú ý, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ghi rõ như sau: những vi phạm ở Bộ Tài chính đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn ngân sách của nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Được biết, sau Đại hội lần thứ 13 và trung tuần tháng 9 năm 2021, truyền thông nhà nước từng đồng loạt đưa tin Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm, khuyết điểm. Đó là lý do vì sao đã từ lâu công luận đã cho rằng thanh củi gộc Đinh Tiến Dũng sẽ trở thành quan chức cấp cao tiếp theo bị đưa vào lò của Tổng Trọng. Vào thời điểm đó, truyền thông nhà nước mô tả ông Đinh Tiến Dũng bị cáo buộc có dính líu tới việc thao túng thị trường chứng khoán, tiếp tay cho các tập đoàn tư nhân trong việc phát hành trái phiếu, cụ thể là thiếu lãnh đạo chỉ đạo thanh tra kiểm tra đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành một số văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật. Trên thực tế, sự lỏng lẻo trong việc cho phép các doanh nghiệp dưới chuẩn được phát hành trái phiếu đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội và ngành tài chính. Rất nhiều vụ doanh nghiệp phát hành trái phiếu đã không đủ khả năng hoặc cố ý chây ý không thanh toán trái phiếu đến hạn cho nhà đầu tư như các công ty bất động sản được công bố trong những thời gian vừa qua. Điều đáng chú ý là với những sai phạm được đánh giá là tày đỉnh như vậy, đã xảy ra từ nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 12, nhưng ông Đinh Tiến Dũng không những không bị kỷ luật mà còn được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị đưa vào tổ chức này, đồng thời phân công làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Theo giới thạo tin, ông Dũng cũng giống như cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và một số bộ trưởng đã nhúng chàm từ nhiệm kỳ trước, song do chịu bỏ ra số tiền rất lớn để chạy tội và chạy chức cho nhiệm kỳ tiếp theo. Việc này giúp cho Tổng Trọng và trợ lý Hồ Mẫu Ngoạt hưởng lợi nhiều nhất. Cụ thể, Hồ Mẫu Ngoạt thu được những khoản tiền khổng lồ do quan chức chạy tội để không bị kỷ luật và cả tiền mua ghế ủy viên Bộ Chính trị để mà thăng tiến. Còn Tổng Trọng thì nắm trong tay cái án treo lơ lửng này để khống chế các ủy viên Bộ Chính trị phải biểu quyết theo ý của ông ta. Đó là lý do vì sao tỷ lệ phiếu theo ý của ông Tổng Trọng luôn áp đảo trong các nghị quyết của Bộ Chính trị. Vẫn theo giới thạo tin, cho đến lúc này, Tổng Trọng coi như đã bị Chủ tịch nước Tô Lâm lột hết quyền lực trong đảng và trở thành một ông vua bù nhìn. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đinh Tiến Dũng, hàng loạt các ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính là do Tô Lâm và phe cánh gây áp lực. Đây là những dấu hiệu cho thấy phe cánh của Tô Lâm bắt đầu khởi động và xúc tiến thu hồi chiến quả từ phe Nghệ Tĩnh. Đó là các bộ như Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường đều là những mỏ vàng lộ thiên, lâu nay thuộc quyền quản lý của phe Nghệ An nói riêng và phe Nghệ Tĩnh nói chung. Tổng Trọng đã hết sức ưu ái cho phe cánh này trong suốt thời gian ông ta nắm giữ quyền lực và ngồi trên chiếc ghế người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công luận và giới quan sát cho rằng phải chăng giai đoạn cá ăn kiến của Tổng Trọng đã kết thúc để chuyển sang chương mới mang tên kiến ăn cá. Đây là nỗi kinh hoàng lớn nhất luôn ám ảnh ông Tổng Trọng, khiến ông không dám nghỉ hưu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin vì sao đến lúc này Đinh Tiến Dũng mới bị kỷ luật và những bí mật chưa từng tiết lộ. Chủ tịch huyện mất 171 tỷ và việc chống tham nhũng nửa vời của Tổng Trọng. Công luận thấy rằng hầu như lãnh đạo các cấp trong bộ máy của Đảng và chính quyền đều tham nhũng, nhận hối lộ và vi phạm pháp luật.
chỉ một mình lãnh đạo giữ chức chủ tịch huyện mà trong tài khoản ngân hàng có tới hàng trăm tỷ đồng, để rồi bị lừa, thì đây là điều hết sức bất thường. Công luận đặt câu hỏi, vậy lãnh đạo cấp cao trên cương vị chủ tịch huyện kia là bí thư tỉnh hay chủ tịch nước thì còn giàu đến cỡ nào? Tờ báo Tiền Phong vào ngày 13 tháng 6 đưa tin, đề nghị kỷ luật nữ chủ tịch huyện liên quan vụ bị lừa 171 tỷ đồng. Bản tin cho biết tại kỳ họp thứ 39, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã xem xét đề nghị xử lý và thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch về vi phạm kê khai tài sản không trung thực theo thẩm quyền. Trước đó, bà Giang Hương được cho là bị nhóm lừa đảo công nghệ cao, xưng danh là cơ quan bảo vệ pháp luật để hù dọa, sau đó yêu cầu mở tài khoản và chuyển tiền vào. Chỉ trong vòng vài ngày, nhóm tội phạm này đã rút của bà hơn 171 tỷ đồng. Mạng xã hội của người Việt Nam đã dậy sóng về câu chuyện giàu có bất thường của lãnh đạo tại Việt Nam. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi, chỉ là một chủ tịch huyện thôi, tiền đâu ra mà nhiều đến như vậy? Nhiều ý kiến cho rằng Đảng bộ tỉnh Đồng Nai cần phải trả lời công luận về câu trả lời rằng số tiền 171 tỷ đồng của bà chủ tịch Nguyễn Thị Hương Giang có thể hiện trong bảng kê khai tài sản hay không và đã được chứng minh làm rõ hay chưa. Bên cạnh đó, có những ý kiến cho rằng đây là một sai phạm hết sức cụ thể, nhưng việc xem xét xử lý kỷ luật trong một thời gian khá dài là điều không cần thiết. Vấn đề chậm trễ trong việc xử lý cấp lãnh đạo nói chung và nhằm tạo điều kiện cho người bị kỷ luật có thời gian để chạy tội hay không. Việc công khai minh bạch tài sản của quan chức là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại công cuộc phòng chống tham nhũng ở mọi quốc gia, kể cả ở Việt Nam. Việc nhiều nhân vật lãnh đạo cấp cao hàng đầu bị mất chức do cáo buộc liên quan đến tham nhũng, như ông Võ Văn Thưởng đã nhận hối lộ 64 tỷ đồng cách đây 13 năm, hay ông Vương Đình Huệ liên quan đến cáo buộc trợ lý đã nhận tới 2.200 tỷ đồng từ tập đoàn Sân Sau, kể cả bà Trương Thị Mai cũng bị cáo buộc nhận 2 triệu đô la từ bà trùm Trương Mỹ Lan. Vậy tại sao việc kê khai tài sản lại không được đề cập tới? Điều đó đã cho thấy ngày càng có nhiều quan chức tham nhũng và chức vụ của kẻ tham nhũng ngày càng cao. Một khi thượng bất chính thì hạ tất loạn. Tình trạng tham nhũng của đất nước chưa bao giờ có được như hôm nay. Từ chỗ cấp nhỏ thì ăn nhỏ, cấp lớn ăn lớn, đến nay đã có tới tình trạng nhỏ ăn lớn, lớn cũng ăn lớn nhưng vẫn không tha miếng nhỏ. Đó là lý do vì sao công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng chống tham nhũng thì tham nhũng lại càng tăng. Khởi tố bắt giam mãi vẫn không hết, bắt đến gần hết cả lãnh đạo nhưng các đồng chí chưa bị lộ vẫn còn rất nhiều và họ vẫn đang tiếp tục tham nhũng, tới mức đã trở thành quy luật, số tiền nhận hối lộ tăng theo cấp bậc lãnh đạo đang nắm giữ. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nguyễn Phú Trọng chưa có một giải pháp chống tham nhũng nào cho phù hợp với thể chế chính trị Việt Nam hiện nay. Không có tam quyền phân lập, không có độc lập về tư pháp, đó là nguyên nhân vì sao Đảng đóng vai trò vừa là quan tòa, đồng thời vừa là kẻ trộm. Ông Trọng đã chỉ thị rằng đánh chuột không để vỡ bình bởi lý do này. Công luận thấy rằng tham nhũng là một thực trạng cố hữu trong khu vực công và đã làm xói mòn niềm tin của người dân. Đã có những bằng chứng cho thấy có sự liên kết, móc nối, thậm chí bao che có tổ chức trong hệ thống lãnh đạo cấp cao, đến mức một số nhà quan sát gọi đây là tình trạng lũng đoạn nhà nước. Không chỉ cần có tam quyền phân lập và về thể chế mà cần có sự độc lập giữa các cơ quan tư pháp như công an, viện kiểm sát và tòa án. Hơn nữa còn cần đến sự giám sát từ người dân và các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Đồng thời phải bổ sung những hình phạt nghiêm khắc hơn, với mức phạt bổ sung ít nhất phải bằng số tiền đã được tham nhũng, thất thoát, hối lỗi, cố ý. Quan trọng hơn, muốn chống được tham nhũng, thì những người lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng phải dứt khoát không tham nhũng, kể cả tham nhũng quyền lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Chủ tịch huyện bị mất 171 tỷ và việc chống tham nhũng nửa vời của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.